Dạ, mời cô chú chị cùng thưởng thức. Cái này anh Vũ Lân, cái này mẹ xoài nha. Cái này ba xoài. Tôi lỡ gì mất hả? Không, em muốn cái lon là không muốn đá. Xin được cảm ơn tiếng hát của Võ Việt Vân. Xin được cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị dành cho Võ Việt Vân. Và bây giờ thì phần trình diễn cúng dường lên tổ nghiệp của vũ đoàn Hát Đen, và chúng ta sẽ cùng đến với phần trở lại của
được thông báo với tất cả anh chị em đang tác nghiệp trên truyền thông cũng như là quý vị khán giả ái mộ nghệ sĩ ngày hôm nay. Hiện nay ở dưới hàng ghế có rất nhiều những cô chú lớn tuổi và là những người khách khán giả mộ điệu nghệ sĩ hơn 30 năm rồi. Cho nên là các cô chú ở dưới không có xem được những phần trình diễn đặc biệt và hiếm hoi như thế này. Ít khi nào mà có anh Vũ Luân kết hợp với Đào Dũng Thanh, kết hợp với Kim Tiểu Long, Nguyễn Văn Hợp, vân vân. Và đây chính là những cái sự mẫu hứng của nghệ sĩ bằng tình cảm. Cho nên cũng kính mong nếu như anh chị em nào có tác nghiệp về truyền thông, chúng ta cũng cố gắng chọn cái vị trí nó đẹp đẹp và nó có thể dành cho... Đi dự lễ dỗ tổ mẹ con Hồng Phượng bị Kim Tử Long đuổi về. Mới đây, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ đoạn clip mẹ con Hồng Phượng bị nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đuổi về ngay trong lễ dỗ tổ. Trong ngày dỗ tổ sân khấu truyền thống, Hồng Phượng và mẹ của mình đã có những lời nói không chuẩn mực, nói xấu người khác, khiến nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long tức giận nên đuổi về tại chỗ. Kim Tử Long cho biết mẹ con nó đi dự dỗ mà toàn ngồi nói xấu anh Năm, khiến nhiều nghệ sĩ lớn tuổi bức xúc nên yêu cầu đuổi về này là của chung mọi người, không riêng gì Long, nên mọi người đừng nghĩ Long có ác cảm hay vì thành kiến cá nhân. Nhiều khán giả tỏ ra đồng tình với cách xử lý của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Được biết đây là lễ dỗ tổ của sân khấu Việt Nam, được tổ chức vào ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm, có nhiều nghệ sĩ Việt tham gia. Cũng tại buổi lễ dỗ tổ này, Kim Tử Long đã ôm chầm lấy Hồng Loan và vui vẻ hỏi thăm cô một cách thân mật. Nam nghệ sĩ còn hài hước khen ngợi Hồng Loan, đẹp quá vậy bà nội, khiến ai nấy cũng thích thú. Không chỉ có Kim Tử Long, Việt Hương cũng xúc động khi gặp Hồng Loan. Hồng Loan lúc này đã không kiềm được nước mắt. Sau đó Kim Tử Long còn giới thiệu cô với các đồng nghiệp khác. Điều này cho thấy Hồng Loan nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương từ mọi người. Thuở sinh thời, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có sự nghiệp nghệ thuật vô cùng hoành tráng mà ai cũng phải ao ước. Thế nhưng tiếng thơm của ông đã bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm của gia đình. Suốt thời gian qua, khi con gái của ông xảy ra mâu thuẫn với mẹ con cô Sáu dẫn đến mối quan hệ bất hòa không thể cứu vãn. Ngay sau khi bị đuổi về, mẹ con Hồng Phượng đã ra về lập tức kèm thái độ tức giận. Nghệ sĩ Hồng Nhung, mẹ của Hồng Phượng còn tuyên bố từ mặt nghệ sĩ Kim Tử Long.